Chị đã chăn nướng bánh kem. Hôm nay em lên bộ mẹ con ha. Mẹ kem con được kem. Đó thì mẹ là hôm con lớn thứ hai là của chú chị. Con được 2 tháng 2 rưỡi tuổi. Đó. Mời cô chú xem nội dung hay cả nghĩ mua được thì liên hệ cho em ha. Thiện mẹ chục cam đó không sao rồi mét 32 bò. Đó, 32 bò có dư ha. Đây. Mẹ kem sừng, kem pháp mỏi đỏ. Mỏi đỏ, chân đỏ, món đỏ nè. Đó. Chân cả quan sát là mẹ con không có bú xe xuống đúng ruột gì hết đúng chị em đúng nè mẹ của chú chị ha chân sau là chân trụ đứng thẳng ha xương sốc khỏi mà chơi sái lưng thì quan sát sái mặt sái lưng nghiêm chỉnh như chú chị sái mặt sái lưng nè đó sái lưng ha con này thì chủ nhà không tắm rửa hay dính phần giờ ha bò này em bán em bao loại đơm cho cô chú chị mình à 3 tháng nha đó chân cẳng là không có bút xe xuống đúng thuộc hết để ăn con được kem luôn lắc lực uống rồi pin lực được kem mà tầm 2 tháng 2 rưỡi tuổi ha cực kỳ nó uống luôn đây đó, rất là mát sữa thì bỏ mẹ con này là hèn mà mẹ đang làm con lớn thứ hai đó. Cô chú chị mình cứ xem thấy lấy mua hay liên hệ cho em ha con này đây mẹ chiều cao nó không sao là mét 32 bò thì bỏ mấy con giờ anh chủ nhà anh bán giá là 22.500.000 giá chốt tại chuồng ha đó giá tại chuồng 22.500.000 mẹ chờ mẹ bé phải được chín mấy thiếu đủ chín mấy ký thịt nè mẹ là thịt tột đây đó 90 đi lên chứ không dưới cho 90 cán giá này nghe nó thật luôn ngôi địch được cái tầm 2 tháng lưỡi tử nè con này mình 3 tháng nên bán lúc tay luôn cứ gì rất là hay ghê đó thôi đó đây đó còn rồi đơm rồi em bao bảo hành cho cô chú anh chị mình à 3 tháng nha chiếc giấy bảo hành đó. Nhắc lại là mẹ là ôm con thứ hai ha sừng thì sừng nứa sừng nước nó hay dài chứ còn tơ của chú chuyện như bộ vú nè tơ trong ha con đực nè này chân cẳng nè sưng to ha cầm đứng thẳng băng móng sò đó nhà giờ hình ảnh để cô chú chị mình xem mong cô chú chị mình thấy được cái giá ông ý mua được thì liên hệ cho em ha con bò được nghe nó rất là dài đòn chú chị đây được nè này mình thù của chúng viên thấy không được rất là lực ha được ú được chân dai nở đó rồi thì bỏ mẹ con em bán giá là 22.500.000 ha nhắc lại mẹ ăn ôm con thứ hai chiều cao là 1m32 bò em nói không sao cho cô chú chị thấy ưng ý được mua liên hệ cho em nhắc lại mẹ hè đang ôm con đứa thứ hai để đội đó đang ôm con thứ hai nè con này được kem được 2 tháng rưỡi tuổi đó.
Rồi giờ hình ảnh cũng gửi đầy đủ cho cô chú chị xem hết rồi. Luôn cô chú chị thấy cái giá là ưng ý mua liên hệ cho em. À, con này thì chữa là bên bán là chữa là 5,5 ha, gia đình 3B chân cẳng quan sát không có quốc xe xuống lúng được hết, xéo đầu nè, xéo đầu xéo lưng nghiêm chỉnh hết ha. Đây con này thì nó liền bò, nó không có cao, nó liền lùn liền thường dạo có. Con này ôm chữa thứ ba ha cô chú anh chị, bên bán thì bao chữa cho cô chú anh chị mình luôn, vậy là 3 ngày cô chú anh chị mới thăm khám lại cái con à. Rồi đơm hẹn bao cho 3 tháng ha. Nè con bò là thùng lao liền lạc nè, đó chữa 5,5 ha, xay lưng xay lít gì con bò, bò này xay chín hết đó, rất là lực bò luôn nè, thùng dạo lớn nha, bò này liền bò thịt cô chú chị thấy lùng liền mà đẻ con lắc động nha chú chị, không phải là cao lỏng khổng, không phải là ngon ha, thùng dạo lớn nè, có liền bò nè cô chú chị, lùng liền, chiều cao anh đâu không sao là 1m27 ha, 1m27 cao giữa lưng phải 1m23 đó. Thì cô chú chị mình thấy được cái giá rồi, nếu mua liên hệ cho em, giá là 24 triệu bao ship cô chú chị mình ha, 24 triệu bao ship của cô chú chị mình nha, 24 triệu bao ship của cô chú chị mình ha. Đây đó, 24 triệu bao ship là cô chú chị mình thấy em nghĩ được mua thì liên hệ cho em ha. Đây xoáy đầu đưa mình xoáy ha, bò này không có viêm da gì hết, một màu à, siêu đỏ, con này là siêu đỏ anh quýt nè, chân cẳng nè xương to lúng lúng bị bản không. Cô chú anh chị nào thấy được nghĩ được bò này liên hệ ha, qua coi lưng nè, lông da sát lạc lưng phẳng lăn luôn ha. Nè, bò nè cực kỳ cô chú anh chị, siêu phẩm nè, con này là thằng mẫu ha, nó giá là 24 triệu bao ship cho cô chú anh chị mua chữa là 5,5 bao chữa đó, rồi lú để em bao 3 tháng luôn. Thì cô chú chị về trong vòng 3 bữa thì thăm khám ở trên cái vụ chữa não ha. Đó. Hình ảnh nè, bò là hết biết bò không, thì cô chú anh chị nào gần xa ứng ý được mua thì liên hệ cho em ha.